Sycamore. Tiếp sau vòng chung kết khu vực Hà Nội, chương trình tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam Happy Teen 2010 do báo VTM và nhãn hàng nước ép trái cây Number One Juicy tiếp tục hành trình đến với thành phố biển Đà Nẵng. Vòng sơ khảo khu vực Đà Nẵng, chương trình Happy Teen 2010 đã diễn ra vào ngày 21 tháng 9 vừa qua với sự tham gia của đông đảo thí sinh đến từ các trường trung học phổ thông, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Tại vòng thi sơ khảo, các thí sinh đã trải qua phần thi thật gay go với bài kiểm tra kiến thức tổng quát và phần thi thể hiện thông điệp bằng tài năng. Các thí sinh Đà Nẵng đã mang đến vòng sơ khảo với nhiều phần thi tài năng đa dạng và sinh động như nấu ăn, vẽ, múa dân gian, ca hát, nhảy hiện đại, dẫn chương trình, diễn xuất. Sau ngày thi sơ khảo, chương trình đã chọn ra được 12 thí sinh tiêu biểu nhất tham gia tiếp vào vòng chung kết khu vực Đà Nẵng. Đó là các bạn Đình Phong, Võ Evo, Tô Luyết, Ngọc Thạch, Hồng Ngọc, Mai Như Ý, Ngọc Như Ý, Ngọc Diệp, Lê Vân, Việt Hùng và Anh Ngọc. Trước ngày thi chung kết khu vực, 12 thí sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và có ý nghĩa như viếng thăm và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Điện Ngọc, Quảng Nam, thăm và tặng quà trung thu cho các trẻ em tại trường mẫu giáo xã Điện Ngọc. Ngoài ra, tại đây, các bạn thí sinh còn tham gia các công việc như sửa chữa và sơn mới cổng trường, gắn kính các lớp học, làm vệ sinh và trang trí các phòng học, làm đồ chơi và dụng cụ hỗ trợ dạy học. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình cũng đã tặng cho nhà trường 2 chiếc xích đu bập bên nhằm giúp nhà trường có thêm dụng cụ vui chơi cho các bé. Đây là những hoạt động xã hội có ý nghĩa nhằm giúp cho các thí sinh biết quan tâm đến cộng đồng và sống có ích hơn nữa. Sau các hoạt động ngoại khóa bổ ích của chương trình, các thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài với nhau trong đêm thi chung kết khu vực. Các thí sinh đã mang đến đêm chung kết nhiều phần thi thể hiện thông điệp bằng tài năng rất phong cách và ấn tượng. Các bạn đã tạo cho các thành viên ban giám khảo và khán giả nhiều cảm xúc thú vị. Đây là phần thi đòi hỏi các thí sinh phải sáng tạo hình thức thể hiện phần thông điệp của mình thông qua phần thi tài năng, nhằm chia sẻ những vấn đề mà các bạn quan tâm nhất. Đêm chung kết khu vực Đà Nẵng đã thu hút đông đảo các khán giả tuổi teen tham dự và trở thành một sự kiện đặc biệt của tuổi teen Đà Nẵng trong những ngày đầu năm học mới. Sau vòng thi chung kết này, chương trình đã xác định 2 gương mặt xuất sắc đại diện khu vực Đà Nẵng tham dự vòng chung kết Happy Teen toàn quốc 2010, đó là các bạn Hồng Ngọc và Việt Hùng. Xin chúc mừng 2 gương mặt xuất sắc nhất của khu vực Đà Nẵng, những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ thành phố biển Đà Nẵng, tài năng và cá tính.